quý vị và các bạn cùng theo dõi những tin tức đáng chú ý ngày hôm nay. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine không thể được xoa dịu chỉ bằng các cuộc đàm phán. Tổng thống Zelensky đang tìm kiếm sự ủng hộ của lãnh đạo phương Tây về kế hoạch chiến thắng để chấm dứt cuộc xung đột bùng phát vào hồi tháng 2 năm 2022. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, xung đột sẽ chấm dứt một ngày nào đó, nhưng không phải vì ai đó chán xung đột hay thông qua một cuộc trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Zelensky đang ám chỉ đến đề xuất Ukraine nhượng lại một số vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát để giải quyết xung đột. Cuộc xung đột này không thể được xoa dịu bằng đàm phán, cần phải hành động, ông Zelensky nói, đồng thời cảm ơn các quốc gia đã hỗ trợ Ukraine. Nga chỉ có thể bị ép phải chấp nhận hòa bình, đó chính xác là điều cần làm, buộc Nga phải chấp nhận hòa bình. Ukraine hiện đang phải đối mặt với tương lai bất định. Chiến thắng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trước Phó Tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử ngày 15 tháng 11 sắp tới, nếu xảy ra, có thể thúc đẩy việc thiết lập lại chính sách của Washington đối với Ukraine, vốn phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ về quân sự và tài chính của Mỹ. Tổng thống Zelensky nói rằng, nếu kế hoạch của ông được phương Tây ủng hộ, nó sẽ có tác động rộng rãi đến Moscow, thậm chí tác động tâm lý buộc Nga phải chấm dứt xung đột bằng biện pháp ngoại giao. Ông Zelensky đến nay vẫn chưa tiết lộ nhiều về kế hoạch chiến thắng, ngoại trừ việc nó sẽ đóng vai trò là cầu nối cho hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai do Ukraine thúc đẩy mà Kiev muốn mời Nga tham dự vào cuối năm nay. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Valesi Nebenzia đã lên tiếng tại cuộc họp để phản đối việc hội đồng gồm 15 thành viên này tiếp đón ông Zelensky. Các nước phương Tây không thể kiềm chế việc phá hỏng bầu không khí một lần nữa, cố gắng lấp đầy thời lượng bằng vấn đề Ukraine, ông Nebenzia nói. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ cũng đã tranh cãi trong cuộc họp liên quan đến xung đột Ukraine. Triều Tiên và Iran không phải là những nước duy nhất hỗ trợ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói với hội đồng, Trung Quốc, một thành viên thường trực khác của hội đồng, là nhà cung cấp các công cụ máy móc, vi điện tử và các mặt hàng khác mà Nga đang sử dụng để tái thiết, bổ sung, tăng cường quân đội. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng sự ủng hộ của Bắc Kinh dành cho Nga đang cho phép nước này tiếp tục chiến dịch ở Ukraine. Tôi muốn nói rõ về vấn đề Ukraine, rằng bất kỳ động thái nào đổ trách nhiệm cho Trung Quốc hoặc chỉ trích và bôi nhọ Trung Quốc đều là vô trách nhiệm và sẽ chẳng đi đến đâu cả, Ngoại trưởng Vương Nghị phát biểu trước hội đồng. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ tấn công bằng bom nhiệt áp ODAB-1500 tại tỉnh Kharkov đã khiến phía Ukraine tổn thất hơn 40 binh sĩ. Hãng tin RT dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết rằng phía Ukraine đã sử dụng một khu vực nông nghiệp biệt lập gần thành phố Kupianska thuộc tỉnh Kharkov làm nơi tập kết binh sĩ và khí tài. Thông cáo viết, bom nhiệt áp ODAB-1500 đã đánh thẳng vào một tòa nhà nơi binh sĩ Ukraine trú ẩn. Công trình trên đã bị phá hủy hoàn toàn trong một vụ nổ lớn, có tới 40 binh lính đối phương thiệt mạng và 5 khí tài quân sự bị phá hủy trong vụ không kích. Theo trang DefenseUA.com, ODAB-1500 là bom nhiệt áp do Nga phát triển nhằm tấn công vào các công trình kiên cố như bunker hay hầm hào của đối phương. Bom dài khoảng 4,5m, đường kính khoảng 0,58m và có trọng lượng 1.500kg. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video quay cảnh máy bay không người lái UAV của nước này tấn công một xe bọc thép của Ukraine tại vùng biên giới Kursk. Đoạn video cho thấy một UAV tấn công tầm trung có khả năng chống chịu lâu dài MiG Inukhodov của Nga đang bám theo xe bọc thép của đối phương khi phương tiện này di chuyển trên đường xuyên qua một khu rừng rậm. Sau đó, khi xe bọc thép Ukraine đỗ cạnh một tòa nhà, UAV Nga dường như đã bắn tên lửa dẫn đường bằng laser KH-PPLA vào mục tiêu này. Trong video, xe bọc thép Ukraine rõ ràng đã trúng đạn và bị phá hủy hoàn toàn. Theo đài RT, trong vài tuần qua, UAV có khả năng chống chịu lâu dài của Moscow đã bất ngờ quay trở lại khu vực tiền tuyến Kursk tham gia các nỗ lực chống quân Kiev đột kích vùng biên giới Nga từ đầu tháng 8.
Ukraine và Nga đều tích cực sử dụng UAV có khả năng chống chịu lâu dài ở giai đoạn đầu xung đột. Nhưng những khí tài này đã mất đi hiệu quả khi cả hai bên cung cấp các phương tiện phòng không và cảnh báo sớm hạng nặng cho quân đội của họ, khiến những UAV cỡ lớn thậm chí không thể di chuyển vào phạm vi bắn. Tuy nhiên, bản chất di động của các vụ giao tranh ở Kursk cũng như việc binh lính Kiev dường như không có đủ lực lượng phòng không yểm trợ trong chiến dịch đột kích vào lãnh thổ nước láng giềng đã giúp những chiếc UAV có khả năng chống chịu lâu dài tái xuất hiện ở tiền tuyến. Lực lượng lính dù Ukraine đã thành công xuyên thủng một phòng tuyến khác của Nga ở vùng biên giới Kursk, mở ra hướng tấn công mới cho Kiev ở khu vực này. Theo Kiev Post, trong ngày 23 tháng 9, truyền thông Ukraine đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh đơn vị lính dù của nước này xuyên phá một tuyến phòng thủ khác của Nga tại vùng Kursk. Đơn vị thực hiện chiến dịch là Lữ đoàn tấn công độc lập số 95, thời gian cụ thể không được tiết lộ. Đại diện Lữ đoàn số 95 cho biết, đây là lần thứ hai chúng ta thành công xâm nhập vùng Kursk, mở ra một hướng tấn công mới cho Ukraine ở khu vực biên giới. Trong đoạn video, đơn vị xe bọc thép của Ukraine được hỗ trợ bởi xe tăng và xe phá mìn đã thành công loại bỏ các chướng ngại của đối thủ, sau đó nhanh chóng xâm nhập vào lãnh thổ Nga. Theo giới quan sát, địa điểm mà Ukraine đột phá dường như ở gần khu vực Glushkovo. Kể từ đầu tháng 8, Ukraine đã bắt đầu phát động chiến dịch tập kích vùng Kursk. Lực lượng của Kiev sau đó đã nhanh chóng kiểm soát hơn 100 khu định cư và hơn 1.300 km2 lãnh thổ tại đây. Tuy vậy, Nga đã liên tục có những động thái mạnh mẽ nhằm đẩy lùi đối thủ ra khỏi vùng biên giới. Theo báo cáo cuối tuần trước của quân đội Nga, Ukraine đã tổn thất hơn một nửa số khí tài quân sự được sử dụng trong chiến dịch Kursk. Hoạt động quân sự của Nga ở miền đông Ukraine đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ kể từ đầu tháng 8 năm 2024, khi Ukraine điều động hàng nghìn binh sĩ dày dặn kinh nghiệm nhất của đất nước, thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ vào tỉnh Kursk. Hiện tại Nga đang áp dụng chiến thuật vạc dầu nhằm bao vây binh sĩ Ukraine tại Donetsk. Kiev hy vọng rằng chiến dịch táo bạo tại Kursk sẽ buộc Điện Kremlin phải rút binh sĩ ra khỏi Donetsk, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trái lại, Nga đã chiếm được một số thị trấn, làng mạc và đang đẩy đà tiến. Hiện tại Nga chỉ còn cách thành phố chiến lược Pokrovsk khoảng 8 km và thành phố Minograd 4 km. Moscow đang tập trung mọi nguồn lực nhằm chiếm hai trung tâm hậu cần này trước cuối năm nay. Nhiều chỉ huy và binh sĩ Ukraine coi đây là cái giá phải trả cho cuộc tấn công Kursk, đồng thời cho rằng sự đánh đổi này không hề thỏa đáng. Một chỉ huy Ukraine cho biết, việc tấn công Kursk là ý tưởng hay, cho thấy điểm yếu của Nga tại khu vực biên giới, nhưng chúng tôi đang phải trả cái giá rất đắt khi mất nhiều đất đai hơn. Pokrovsk và Minograd đóng vai trò quan trọng đối với Ukraine trong việc phòng thủ mặt trận phía đông nếu hai thành phố này thất thủ. Các thành phố lớn hơn như Konstantinovka, Truskovka, Krasmatovsk và Sloviansk sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, Nga có thể thúc đẩy đáng kể vị trí chiến lược của mình trong khu vực. Các chỉ huy Ukraine cảnh báo, trong trường hợp Nga chiếm giữ hai trung tâm hậu cần trên thì điều này sẽ làm tổn hại đến tinh thần chiến đấu của các binh sĩ Ukraine, vốn được thúc đẩy sau cuộc tấn công Kursk, các chỉ huy của Kiev cho biết. Nga được cho là vẫn giữ được nguyên chiến lược chính kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, đó là áp đảo lực lượng Ukraine bằng sức mạnh quân sự và lợi thế nguồn lực, Phoenix lưu ý. Theo các chỉ huy của Ukraine, Nga đã tìm được cách thích nghi với các tình huống trên chiến trường. Rút kinh nghiệm từ những sai lầm trước đó, họ tránh tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng xe tăng và xe bọc thép. Chiến thuật mới giúp Nga đạt được những thành công ở gần đây, ở khu vực Donetsk, buộc quân đội Ukraine phải rút lui và đưa Moscow tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực. Các binh sĩ Ukraine nói rằng họ không đủ khả năng chống lại máy bay trực thăng tấn công và máy bay chiến đấu mang bom lượn của Nga. Theo binh sĩ Ukraine, sự chậm trễ của phương Tây trong việc chuyển giao vũ khí cũng là một trong những yếu tố khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với các lực lượng Ukraine. Nhưng họ cho rằng giới lãnh đạo quân sự của nước này đã hành động quá chậm trong việc xây dựng các tuyến phòng thủ hoặc có xây dựng những chiến hào và vị trí bắn không hiệu quả. Trong những tuần gần đây, Ukraine đã điều động quân tiếp viện để tăng cường lực lượng xung quanh Pokrovsk và đẩy mạnh xây dựng các công sự. Nhưng Nga cũng đã thay đổi chiến thuật, tiến một cách chậm rãi về Pokrovsk và cố gắng đánh thọc sườn các vị trí của Ukraine. Các đơn vị chỉ huy của Ukraine cho biết, cách tiếp cận đó đã mở rộng chiến trường và gây sức ép lớn đối với hệ thống phòng thủ mỏng manh của Ukraine. Hiện giờ, giao tranh cũng tập trung tại các khu vực xung quanh Vuleda và Kurakov, một thành trì khác đang phải đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội của Nga ở phía Nam. Một binh sĩ thuộc tiểu đoàn Temper cho biết,
Chúng tôi thấy nhiều vạc dầu đang hình thành. Ý nói đến các nhóm quân Ukraine sắp bị bao vây và cô lập, buộc họ phải rút lui. Yuri, chỉ huy thuộc lữ đoàn Jungle số 68, từng chiến đấu bảo vệ thị trấn Novorodivka nhưng thất bại, cho biết rằng các trận chiến mới đang diễn ra rất khốc liệt. Số lượng binh sĩ thương vong của Nga cũng rất cao, nhưng họ đã nhanh chóng thay thế bằng các đơn vị khác, Yuri lưu ý. Chỉ huy một lữ đoàn trinh sát máy bay không người lái của Nga dự đoán, Nga đủ nguồn lực để thay thế trong vòng 2 năm, và với các cuộc tấn công dữ dội của Moscow, Pokrovsk có thể bị thất thủ trong vòng 2-3 tháng tới. Sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine Gennady Druzhenko đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn với cựu phó Verkhovna Rada, Hội đồng Tối cao Borislav Bereza cho rằng binh lính Ukraine không còn hiểu họ đang chiến đấu vì điều gì và thậm chí không cố gắng giải thích điều này với họ. Ông phàn nàn trong 2 năm rưỡi, chính quyền thậm chí không cố gắng thông tin đầy đủ về lý do tại sao chúng tôi đánh nhau. Sĩ quan này bày tỏ sự tin tưởng rằng lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không thể tiếp cận biên giới năm 1991, nhưng đồng thời tuyên bố rằng quân đội Ukraine đang mất hàng trăm nghìn binh sĩ vì mục đích không rõ ràng. Chúng ta, những người anh em của chúng ta, có thực sự hy sinh mạng sống và sức khỏe của mình để chiến đấu vì lý do không rõ ràng không? Druzhenko đặt câu hỏi. Hôm thứ Hai, tờ Financial Times đã dẫn lời quân đội Ukraine đưa tin rằng tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine ở mặt trận lớn hơn trước. Như ấn phẩm đã lưu ý, lý do cho điều này là do giao tranh khốc liệt hơn và hậu quả áp lực tiếp tục từ Nga. Trong một diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24 tháng 9 đã thông tin lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 105 quân nhân trong một ngày trong khu vực hoạt động của nhóm lực lượng phía Bắc ở khu vực Kharkov. Các đơn vị của nhóm quân phía Bắc đã đánh bại đội hình của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 57 của lực lượng vũ trang Ukraine và Lữ đoàn Phòng thủ lãnh thổ số 113 trong khu vực các điểm dân cư Lipsy và Volchan, vùng Kharkov. Đối thủ mất tới 105 quân nhân, một xe bọc thép chở quân, 4 phương tiện, 2 khẩu pháo D-20 152mm, 3 khẩu pháo D-30 122mm và một bệ pháo tự hành Govdika 122mm. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một báo cáo. Một số quan chức phương Tây cho rằng không nên kỳ vọng quá nhiều từ kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Volodymyr Zelensky trong tuần này ở Mỹ. Họ không coi đây là một đột phá và tính đến khả năng tiếp cận trực tiếp với ông Putin, Bloomberg cho biết. Một người quen thuộc với các cuộc trò chuyện của ông Zelensky với các lãnh đạo nước ngoài cho biết kế hoạch của Tổng thống Zelensky không có bất ngờ nào thực sự và không có thay đổi đáng kể tình hình. Một nguồn tin khác gọi kế hoạch này là một danh sách mong muốn. Theo hai nguồn tin, ít nhất một đồng minh đã gợi ý rằng đã đến lúc cần phải có một cuộc tiếp xúc mới với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dù là từ ông Zelensky hay các quốc gia khác. Một quan chức giấu tên cho biết các đồng minh của Ukraine đang thảo luận về khả năng tiếp cận trực tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin trước cuộc họp nhóm 20 G20 tại Brazil vào tháng 11. Các quốc gia phương Tây cũng bắt đầu lo lắng về an ninh của chính họ khi Nga tiếp tục sản xuất vũ khí có thể tác động vượt ra ngoài Ukraine. Đánh giá ảm đạm về kế hoạch của Tổng thống Zelensky chỉ làm tăng thêm cảm giác bi quan sâu sắc trong các quốc gia đồng minh. Bloomberg cũng cho hay, họ lo ngại rằng sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine sẽ giảm nếu ông Donald Trump lên làm Tổng thống. Kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky còn bao gồm các điều khoản về việc Ukraine gia nhập NATO và việc chính quyền ông Joe Biden cam kết thường xuyên các vũ khí hiện đại. Ngoài ra, kế hoạch cũng quy định về việc đạt được một lộ trình rõ ràng để gia nhập EU và các thỏa thuận kinh tế, quân sự khác mà theo nhà lãnh đạo Ukraine sẽ buộc Tổng thống Nga Putin phải tìm kiếm hòa bình. Báo The Times của Anh sau đó đã làm rõ kế hoạch chiến thắng, bao gồm các đảm bảo an ninh tương tự như những gì có trong tư cách thành viên của NATO. Tiếp tục các hoạt động quân sự của Ukraine ở vùng cớt của Nga, chuyển giao các loại vũ khí hiện đại cụ thể và hỗ trợ tài chính quốc tế để hỗ trợ nền kinh tế Ukraine. Theo ông Zelensky, kế hoạch này sẽ làm cho Ukraine mạnh mẽ hơn và có thể buộc Nga phải tham gia đàm phán cuộc đàm phán hòa bình. Ông cũng cho biết toàn bộ kế hoạch sẽ được hoàn thiện vào đầu tháng 11. Đây sẽ là khởi đầu và nền tảng cho việc nói chuyện theo bất kỳ hình thức nào với Nga, bằng bất kỳ hình thức nào và với bất kỳ đại diện nào của họ. Ông nói, đồng thời cho biết rằng phía Nga không thích kế hoạch, phản ứng của họ đối với các chi tiết sẽ rõ ràng.